Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và tất cả quý Phật tử. Hôm nay cũng là cái giờ mà giải đáp thắc mắc đó. Thì quý vị nào có cái gì thắc mắc đó, đối với Tổ Sư Thiền thì cứ ra hỏi, tôi sẽ giải đáp. Lời nói đào là đào tiên lời nói, tức là trước khi chưa có lời nói, chứ không phải là để mà tham hay là khang cái lời nói. Khang là nghìn á, nghìn chỗ mà khi chưa có lời nói đó gọi là thoại đạo đó. Hỏi cũng là hỏi chỗ mà chưa có lời nói, không biết đó là cái gì đó. Nếu là lời nói thì biết rồi ha, chứ đừng có lấy cái lời nói đó, lấy câu thoại làm đối tượng mà lễ mà nghìn, hoặc mà để là hỏi, mà lễ mà tìm cái đáp án, mà lễ mà giải thích cái lời nói đó, giải thích cái câu thoại đó. Không phải vậy. Không cho tìm hiểu, không cho suy nghĩ, không cho giải thích. Chỉ là nhìn ngay chỗ mà từ có lời nói đó, dùng cái lời nói lễ mà chỉ ra trước khi chưa có lời nói, chứ không phải lấy cái lời nói mà lễ mà làm đối tượng lễ nghìn, hoặc là làm cái đối tượng mà lễ hỏi, lễ mà tìm ra cái đáp án hay là giải thích cho nó đúng cái lời nói. Không phải vậy. Bây giờ á, nhiều người á không hiểu hai chữ thoại đạo là không phải lời nói, lại chấp cái lời nói đó, chấp câu thoại đó mà lễ mà nghìn hoặc là lễ mà hỏi đó là sai lầm. Nói thoại đạo nghĩa là khi mà một niệm nào chưa có sanh khởi mới được gọi là thoại đạo, cũng gọi là vô thủy vô minh. Nếu mà khởi lên một niệm thì có lời nói rồi, là gọi là nhất niệm vô minh. Bây giờ mình nhìn hay là hỏi đó đều là chỗ mà trước khi chưa có lời nói, chứ không phải mà lấy cái lời nói mà làm đối tượng để mà nhìn, để mà hỏi. Cái nhã thoại đạo đó là trước khi chưa có lời nói đó, trước khi mà chưa có câu thoại đó. Chứ đừng có hiểu lầm mà lại lấy câu thoại, lại chấp vào cái câu thoại. Cái câu thoại đó chỉ là dùng lễ mà chỉ thị chỗ mà chưa có cái câu thoại đó, trước khi mà chưa có cái câu thoại đó. Cho nên mới gọi là thoại đạo. Nếu mà lã có cái câu thoại là thoại dĩ, chứ không phải thoại đạo. Thoại đầu không khởi tâm mà nghe văng vẳng bên tai, đó thoại đầu hay là thoại dĩ? Nếu mà có nghe được rồi đó thì là thoại dĩ rồi. Nó chưa có một niệm sanh khởi mà lấy cái gì để nghe? Nếu mà có cái gì để nghe đó thì không phải là thoại đạo. Đã có sanh khởi một niệm
Nó không có khởi tâm. Hả? Nó không có khởi tâm. Không có khởi tâm làm sao mà nghe? Cô không hiểu thì sao? Làm sao mà biết mà nghe? Ha? Lã biết là có nghe là lã khởi tâm. Môi có biết là nghe. Nếu mà không có khởi tâm á, thì làm sao mà biết được là có nghe? Ha? Có nghe tức là khỏi tâm rồi. Khỏi tâm là thoại dĩ chứ không phải thoại đạo. Con thấy vậy nè, tự nhiên con nghe cái câu thoại đầu nó văng vẳng rồi, thì khi đó con đã khởi tâm rồi. Nghe cái câu thoại chứ không phải là nghe thoại đầu. Cái thoại đầu thì không có thể nghe được. Nghe là nghe câu thoại, tôi nói lấy câu thoại đó là sai lầm. Không phải câu thoại, chưa có câu thoại. Chưa có câu thoại mới gọi là thoại đạo. Còn nếu mà lã có câu thoại để nghe là không phải thoại đạo rồi. Vì hai chữ cho là, có bất cứ cho là cái gì đều là thoại dĩ, không phải thoại đạo. Thoại đạo thì không có thể cho là. Bởi vậy niệm nào cũng chưa sanh khởi làm sao mà có thể cho là